pháo hoa nhà máy Z121, website công ty báo lỗi, giá trên mạng gấp 2 đến 3 lần niêm yết. Cần Tết, các sản phẩm pháo hoa của nhà máy Z121 lại đắt như tôm tươi, hotline các đại lý thường xuyên báo bận. Còn giá pháo hoa rau trên mạng thì nhảy múa, cao gấp vài lần giá công ty niêm yết. Theo đó, để phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết Nguyên đáng nhâm dần 2022, công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Hóa chất 21, nhà máy Z121 thuộc Bộ Quốc phòng đã sản xuất bán ra thị trường các loại pháo hoa không tiếng nổ. Pháo hoa nhà máy Z-121 có lẽ là sản phẩm hot nhất Tết 2022 và được nhiều người tìm kiếm. Tuy nhiên, đến sáng ngày 17 tháng 1 website chính thức của công ty này tại địa chỉ https 2 gạch chéo gạch chéo 21 kemi vn Bất ngờ thông báo lỗi. Về phía người mua, dựa trên danh sách các địa điểm bán pháo hoa nhà máy Z-121 được công ty đăng tải trên website chính thức Anh Xuân Sơn Hoàng Mai. Hà Nội gọi điện đến một vài điểm bán để tham khảo về sản phẩm pháo hoa năm 2022. Tuy nhiên, gọi đến cả chục nơi, anh Sơn vẫn chưa thể tìm mua được mặt hàng cần thiết bởi nơi thì máy bận, nơi lại không ai nghe. Mãi mới có người bắt máy thì lại hết hàng. Anh lên mạng gõ tìm kiếm bán pháo hoa nhà máy Z121, hàng loạt các bài bán hàng ngay lập tức hiện ra nhưng giá bán thì trên trời. Đối với hai loại pháo hoa có tên gọi là dàn phun viên và dàn phun hoa hot nhất hiện nay, giá bán trên mạng dao động từ 800.000 đến 1 triệu 100.000 đồng mỗi dàn, trong khi giá niêm yết chỉ từ 308.000 đến 330.000 đồng mỗi dàn. Quan sát tại một group bán pháo hoa Z121 trên Facebook, tuy mới lập chưa tới chục ngày nhưng lượng thành viên tham gia và tương tác đã lên tới hàng vài nghìn người. Mỗi ngày group này có 200 đến 300 bài viết đăng bán pháo hoa và tìm mua pháo hoa. Giá bán các loại pháo hoa Z-121 trong group này cũng nhảy múa từ 17 đến 21 triệu thùng, thùng gồm 24 dàn. Giá bán lẻ từ 850.000 đến 950.000 đồng mỗi dàn. Một người bán pháo hoa trong group này cho biết mỗi ngày nhận được vài trăm tin nhắn và cuộc gọi hỏi mua, song cũng chưa có hàng để bán. Trước đó, anh gom được chục thùng và đã bán sỉ cho khách tỉnh. Mới đây, Infonet đưa tin nhà máy pháo hoa bất ngờ dừng bán. Theo đó, Đại diện một cửa hàng cho biết đã tạm dừng bán hai loại pháo hoa dàn phun viên và dàn phun hoa vì chưa đủ pháp lý. Độ cao và tiếng nổ của loại pháo này chưa được cơ quan chức năng cho phép. Trước đó, ngày 15 tháng 1, theo ghi nhận của VTV24, nhiều người dân từ sáng sớm đã xếp hàng tại cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm pháo hoa của nhà máy Z 121. Mọi người mong muốn mua được loại pháo hoa mới để cùng gia đình đón giao thừa. Từ người già cho đến thanh niên, ai cũng cầm sẵn bản đăng ký trên tay với mong muốn mua được loại pháo hoa mới để cùng gia đình đón giao thừa do sức mua của người dân tăng cao đột biến. Đặc biệt là với hai loại giàn phun hoa và dàn phun viên vừa được đưa ra thị trường trong năm nay nên mỗi người dân chỉ được mua giới hạn mỗi chủng loại năm hộp. Theo nguồn tin này, dù đã tăng cường năng lực sản xuất, chia ca kiếp làm việc 24 trên 24 thế nhưng lượng hàng hóa bán ra vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu của người mua. Để đảm bảo tính pháp lý, trên mỗi dàn pháo hoa đều in rõ chủng loại, số lô, địa chỉ sản xuất, hướng dẫn sử dụng. Người mua cũng được cung cấp đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp lệ để xuất trình cho các cơ quan chức năng kiểm tra. Hiện đơn vị này đã triển khai hơn 60 điểm bán các sản phẩm pháo hoa không tiếng nổ tại một số địa phương trên cả nước để phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết Nguyên. Đáng.